giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Cặp vợ chồng với lại cái cặp MC tông xịt tông quá vậy ta. Mời hai bạn giới thiệu cho mình. Em tên là Hoàng Đăng Quang, là giáo viên tin học, công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Em năm nay 34 tuổi. 34 tuổi, tóc là muối tiêu rồi đó nghe. Tôi mà để tóc dài cũng muối tiêu như bạn. Em tên là Kim Đông, năm nay em 31 tuổi. Em đang làm giám sát tổng đài ở quận 7. Không biết hai bạn quen nhau trong trường hợp nào ta? Thì lúc trước á thì vợ em là cũng từng là giáo viên. Tình cờ em từ trên lầu đi xuống thì thông thường ra chơi á, các thầy cô giáo một là ngồi ở phòng giáo viên, hai là ngồi ở căng tin. Còn vợ em thì lúc đó là ngồi ở cái dãy ghế dành cho học sinh là thôi, đọc truyện tranh. Và tóc thì lúc đó là để dài, tóc xõa ngang vai, rồi miệng cười tủm tỉm. Thì em ấn tượng cái khung cảnh, cái hình ảnh đó thì em mới quyết định là lên kế hoạch để tiếp cận. Nghĩa là ấn tượng ban đầu của chồng em về em là hết sức đặc biệt. Vậy lúc đó thì em đọc truyện mà em có liếc qua nhìn thấy anh này không? Em đâu có hay đâu anh. Em nào thì em biết được là có một người đang theo dõi thầm em. Em cũng không biết có ai theo dõi em nữa. Tự nhiên có một ngày cái em nhận được tin nhắn, mình là bạn nhau nha. Thấy trời vô duyên, tự nhiên cái gửi tin nhắn làm quen, ai biết gì đâu mà làm quen. Em không thèm trả lời, xong rồi với mặt trai mày đá cũng dai lắm. Nó nói là đẹp trai không bằng trai mặt. Đó. Em mới tiếp tục nhắn tin, thì tới cái tin nhắn thứ hai thì em bị chửi. Chửi sao? Khùng. Rồi có quê không? Quê là giờ em đâu có vợ đó. Đúng không? Trai tiếp nữa. Nhắn nữa hả? Không, em mới chơi nâng cấp đó, nâng cấp đó. Em đánh vô cái tâm lý của phụ nữ là tò mò, thì em mới khơi gợi từ từ. Em nói là mình biết tên bạn là Đông, làm việc ở trường, bị tò mò nhắn tin để hỏi lại rồi ủa sao biết tôi vậy đó. Là em cũng chẳng có ấn tượng gì với ảnh hết trơn á, nhưng mà sau này á gọi điện thoại đó thì em nghe giọng hay trầm ấm. Dạ đúng rồi, nghĩ giọng này mà nghe chửi mình chắc mình ngồi cũng ngồi mình nghe nữa. Nhưng mà cái cơn nhắn tin qua lại thôi là các bạn gặp nhau hay sao? Chưa, thì sau một khoảng thời gian nhắn tin á thì tới dịp là 8 tháng 3 thì em mới quyết định là đi tiếp một bước nữa. Lúc đó cùng em cũng nhát lắm thì em mới nhờ một đứa học trò thân của em, con giờ con đem cái món quà nhỏ này con xuống con tặng cô, hay ngồi đọc truyện ngay cái chỗ đó mà em thòng đó một câu, con phải hoàn thành nhiệm vụ nè con, không hoàn thành được về rồi thầy phạt á. Ác lắm nè, đáng lý ra là em không có nhận đâu, tại vì đâu có quen biết gì đâu nhận. Đang đọc truyện tự nhiên có một thằng nhỏ nó đóng nhôm hả, cái nó xuống nó nói cô ơi anh của em tặng quà cho cô. Thôi cô không có lấy đâu, không quen không biết lấy gì. Nó trội cô lấy đi, cô không lấy hả anh em làm chết, em không được đem cái này về đó rồi em mới nhận. Cái gì? Cái đồng hồ. Dạ nhưng mà thật ra nhận về em cũng không có đeo, em cứ nhận như vậy thôi. Lúc đó cũng chưa biết mặt em đâu thì có một đêm 2-3 giờ đêm gì đó điện thoại cho em, tại anh làm em ngủ không được, em vẫn chưa biết anh là ai như thế nào, phải cho gặp mặt thì em mới chịu. Em mới nói là em cũng là giáo viên trong trường và hẹn gặp ở căng tin trường vào giờ ra chơi. Rồi gặp nhau là ấn tượng rồi ảnh liền xấu quá. Thì mà xấu hả? Tại vì á cái thằng học trò nó nói tặng quà cho em thì cái mặt nó cũng xấu, cái mình nghĩ nhỏ này nói vậy chắc anh nó cũng xấu, nhưng mà không ngờ gặp á thì lại xấu hơn mức tưởng tượng của em nữa. Khó quá à. Rồi vậy sao mà cưới nhau được ta? Sau đó thì gặp mặt khoảng 1 tháng sau thì em ngỏ lời là làm bạn gái. Thì trong quá trình quen thì cũng khoảng được 1 năm đó thì em mới đề nghị tiến tới, mà lúc đó vợ em thì chưa chịu. Tại vì là em quen ảnh là quen cho vui thôi chứ em cũng là em không có định lấy chồng. Trong quá trình quen ảnh đó em cũng tìm nhiều cớ để mà giận dỗi ảnh để cho ảnh tự chán. Nhưng mà quá đeo dai quá không có đá được. Vậy đó hả? Dạ tính quen chơi cho vui thôi. Dạ ai là xin cưới thiệt. Rồi cuối cùng rồi sao? Thì em mới quyết định là đi đường vòng cho mẹ của em tiếp xúc với ba mẹ của vợ em để người lớn người ta bàn bạc cái chuyện đó. Chiến thuật quánh từ gốc quánh lên đó. Nhưng mà em biết không? Em không biết. Cái một hôm em đang đi làm cái anh gọi cho em, anh nói em ơi anh chở ba mẹ đi lên Thủ Đức coi thầy. Thầy nói là 1 tháng sau mình đám hỏi, 3 tháng sau mình đám cưới. Em nói hả, cái gì đám cưới? Ai ai cưới? Tự nhiên cái đám cưới em nó có chịu. Xong rồi cái mẹ em cứ ngồi, mẹ em nói thôi mày tới tuổi rồi mày lấy chồng đi. Đầu em cũng khóc, em cũng không chịu lấy. Nhưng mà sao em nghĩ lại, tại vì sao em còn đứa em gái nữa, em không lấy thì nó ế làm sao. Cho nên là thôi kệ, anh này cũng hiền, lấy về mình sai cũng được. Bây giờ lần sau em cưới nhau về rồi có dễ sai không? Dễ sai lắm, chiều em từ A tới Z. Ủa vậy đó hả? Em có cái điều gì mà muốn chồng em thay đổi nữa không, hay là sửa chữa nữa không? Anh nó tính ổn rất là khỉ.
tuổi khỉ mà cho nên là rất là khỉ, tay chân lúc nào cũng tấy máy mà đứng ngồi không yên. Để mua đồ chơi cho con em, ảnh thấy nào hay đụng vô sờ mó, mở ra đóng lại. Ví dụ như cái máy bay trực thăng của con em chơi đâu được có một hai lần, cái nói để mở ra coi coi nó như thế nào, mở ra xong ráp lại thôi luôn nè, thôi luôn cái máy trực thăng của ta. Cuối cùng thành ra mua đồ chơi cho ba chơi, có gì đỡ tốn em, hai cho con cùng chơi luôn. Trời ơi em thấy em ứa gan đó, em chịu không nổi. Mua đồ chơi về nè là cha cha chơi. Con chơi chung, cha là phá banh đồ chơi vậy hả? Mà con nó cũng khỉ nữa, nó giống ba nó. Trời ơi nhiều khi nó khỉ em muốn quýnh nó ghê á, nhưng mà ngu gì quýnh con mình, quýnh ba nó. Tại vì ba nó di truyền á, phá cũng di truyền luôn. Dạ vậy hả? Còn cái gì mà di truyền đó? Ảnh có tật là mệt á là ngủ ngái và nghiến răng. Rồi bây giờ con em cũng ngái nghiến răng y chang luôn. Cũng may em dễ ngủ, ban đêm á bên này cha ngái bên kia con nghiến răng, tao nói em chở đầu hai cho con mà mệt luôn. Coi như là em là song hành với một cái dàn vợ giao hưởng. Em không muốn vợ em bỏ cái tật bắt nạt em không? Em cũng thấy nó một cái gia vị trong cái cuộc hôn nhân vậy thôi chứ còn hay không. Ủa binh vợ thì sợ luôn rồi. Trời ơi trời ơi, cái này là chị thấy có cái tức là sao ta, sao chị Thuận có một chút xíu gì ở ở trong con người của anh ấy. Đúng rồi nha. Đúng rồi, nghĩa là Thuận luôn luôn xem cái chuyện mà cãi vã hoặc là vợ mà hãy bắt nạt mình nó giống như một cái gia vị, cái gia vị của cái gia vị yêu. Đó gọi là gia vị hạnh phúc. Thì bây giờ á, cặp vợ chồng này chắc phải để cho Thuận chút đi. Tại vì á, mong rằng là Thuận cũng sẽ là một người chồng như bạn đây để mà cho vợ em được nhờ. Thì xin chúc cho cặp vợ chồng của bạn sẽ có thêm nhiều gia vị hơn nữa, để cho cái mái ấm gia đình của bạn càng ngày càng có nhiều yêu thương hơn, và sắp sửa đón nhận thêm một em bé nữa. Và bây giờ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bếp ga âm tiếng Kiwa và một máy hút khói diệt khuẩn Kiwa. Kiwa thương hiệu sự an toàn và chất lượng hàng đầu. Trị giá của bộ sản phẩm này là 4.500.000 đồng do công ty Mekong tài trợ. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ chăn ra gối cao cấp trị giá 2.070.000 đồng do thương hiệu Cushino tài trợ. Cushino cho chất ngủ thơm ngon. Và món quà thứ ba là một món quà có giá trị, đó chính là một máy giặt Toshiba AVKDC 1700WV. Trị giá của sản phẩm này chính là 13.990.000 đồng. Và món quà thứ tư đó là một cái gương chua đồi. Và nếu không có cặp vợ chồng nào bốc trúng thì phần quà này sẽ thuộc về khán giả khi tham gia trả lời câu hỏi của chương trình Vợ Chồng Son. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần kiểm tra hiểu ý. Nghe kỹ nha hai đứa ông chồng, món quà sinh nhật đầu tiên mà chồng tặng vợ là gì? Bạn nhận món quà sinh nhật đầu tiên từ chồng đó là gì? Rồi 1, 2, 3 mới ra gấu bông. Gấu bông 1, 2, 3 túi xanh gấu bông. Trời ơi bây giờ hai vợ chồng bạn chọn màu nào? Bỏ hết á. Màu vàng. Màu vàng. Màu gì? Dạ màu xanh. Màu xanh. Tôi xin nhắc lại, một trong bốn phần quà sẽ có một phần quà là máy giặt Toshiba AVFDC 1700WV. Trị giá của sản phẩm này là 13.990.000. Còn bây giờ thì xin mời hai cặp vợ chồng các bạn hãy đến cái hộp quà mà các bạn đã chọn. Thường những người mà mặc đồ mà trùng hợp với cái gói quà thì thường dính miếng cước chùi nồi đúng không? Trời ơi. Anh cái đặc thân mở đầu tiên đi. Anh sẽ mở cái giữa tay. Là hy vọng kỳ hợp hơn cho bạn dính miếng cước chùi nồi. Nha. Đến nào. 1, 2, 3. Không sao, thì chồng em dính cước chùi nồi. Nào. 1, 2, 3. Cũng chúc mừng các bạn. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Vợ Chồng Son được dựa trên một Masking Fansami Rasai của đài truyền hình Asahi Nhật Bản. Quý vị ơi, chắc chắn là mỗi một tuần vào tối chủ nhật chúng ta sẽ phải gặp lại nhau vào lúc 22 giờ trên kênh HT.